Gọi là thắng chó ngào có khác, mũi tình như mũi chó. Vâng. Không có giấu được cái gì. Vâng. Đây. Ôi giời, quá tuyệt vời. Cứ ngồi xa mà ngắm. Vâng, vâng. Kính nhi viễn chi. Vâng. Này cái anh Ricky Martin. Remy. À, Remy Martin. Cái anh này là rất ngon đấy bác ạ. Nói thật với bác là cái anh này ấy, dùng mấy hoa quả, những cái đồ tao nhã thì nó mới là hợp với anh này. Chứ còn những cái đồ phàm phu tục tử như là đồ biển mấy cái thịt chó nó không được. Mà ai bác lại dùng cái chén này đấy kì. À, làm cái gì đấy, chén thực đời nhà Khang nhà tao đấy. Rượu này dùng với cái chén đặc trùng thì nó mới là ra rượu này, đúng không? Nó phải như thế này. Đấy, em phải cất kỹ cái này nó rơi. Em mang sẵn này, đây. Ôi ai, nó là như thế. Ông vác cái chén này sao uống rượu cho tôi để mà ông tắm rượu à? À? Bác yên tâm. Anh Thắng đây. Ừ, bận quá. Có tin đồn là xếp trượng sắp chuyển đấy. Thế thì có gì liên quan đến cái loại tạp vụ như em? Sao lại không? Nếu xếp chuyển thật, anh định như thế này nhá. Thế nào ạ? Anh muốn em bổ túc thêm ngoại ngữ. Để làm gì ạ? Để dịch cho anh. Anh sang Liên Hiệp Quốc ký hợp đồng. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Thế mà em lại cứ tưởng anh nhắc đến chuyện kia chứ. Hả? Hả? Ngoại ngữ á? Yên tâm đi. Em đã chạy được 3 bằng ngoại ngữ giao tiếp. English nhá, Francais nhá, Trung của dân Mỹ nhá. Ôi, bọn kia có mà chạy theo em á, sẽ chết cho em ý. Mà này, anh có vui tính không đấy? Nếu em không tin anh thì thôi, anh tìm khác nhé. Anh chết, sao lại không tin? Em hỏi như thế là để ABC, ABC. Thôi, gớm, người đâu mà hay dỗi thế, cứ như là trẻ con ý. Này, thế bao giờ thì có tin vui đấy? Cũng có thể là tin đồn thất thiệt đấy. Tin thất thiệt cái gì? Thế em hỏi anh nhá, thế anh không lên thì ai lên nè? Xếp trượng ở đây mà làm gì? Ai đời? Trung cấp đông y, xong rồi sang lại phụ trách xuất nhập khẩu máy à? Bé mồm, xếp trượng vào đây. Em cầm lắm anh ạ. Trời ơi, điên hết cả người lên. Ai đời nhá, đang làm trợ lý cho bằng hói ngon lành như thế. Anh hói về hưu một cái, thế là ông kia ông về luôn. Về em cái rồi, con vợ đến cơ quan đánh ghen tan tác hết cả ra. Đẩy em xuống làm tập vụ có điên không chứ. Em tắt máy rồi. Dậy. Dậy đây. Hết rồi còn uống gì nữa. Tôi bảo ông dậy. Biết giờ này là mấy giờ rồi không mà vẫn còn ngủ hả? Làm tan bố cả giấc mơ người ta. Mơ cái gì? Ngày Tết ngày nhất đến nơi rồi. Không đi dọn dẹp nhà cửa lau chùi bàn thờ đi. Làm sao mà cứ phải lăn cung quay ra ngủ như thế? Mà tôi hỏi ông mơ thì cái gì? Mơ thì con nào? Mơ con à? Đúng là cái loại tầm thường. Người ta mơ là người ta mơ lạc vào một cõi thần tiên. Ở nơi đấy có cả một cánh đồng rau húng bát ngát, một dòng sông rượu và một nông trường chó. Này, đoạn thứ tư. Ông ơi, đây. Mời ông nhốt hộ tôi cái nông trường chó tơ của ông ấy. Dậy đi.
thì người ta còn đi ra phố mua đồ đấy. Vả vớ vẩn. Cái loại sống một trên đời mà không có nổi một giấc mơ thì sống làm cái gì? Chị ơi, chai này bao nhiêu tiền đấy? 3,5 triệu chị ạ. Đắt thế á? Thế còn chai này? Chai này là 1,2 triệu. Mà cái này chuyên đi biếu sếp đấy chị ạ. Từ sáng đến giờ em đã bán hết 15 chai rồi. Chai này chỉ còn là chai cuối cùng thôi chị ạ. Thế à? Cho em chai này. Dầm, cái loại sống nó không có đạo đức cái này. Biết thế đếch mổ nữa cho nó xong. Vào đây mà bơi đi. Bơi. Chai này đẹp mà sao nhẹ. Cái loại chúng mày. Quá nhẹ. Vẫn còn vài giọt mà bằng mắt thường ta không thể nhìn thấy. To xác mà nhẹ thế. Vào đến đâu chết rồi, chết rồi, biết ngay mà, uống chén rượu vào một cái là nó đòi thơ ngay. Cái gì nhỉ, các cụ vẫn bảo là rượu vào thơ cứ phọt ra,
toàn là thịt chó, toàn là rau thơm. Mình cũng biết kế thừa và phát huy đấy chứ nhỉ? Làm một tí phát huy nữa. Phát huy rồi. Toàn là thịt chó, toàn là rau thơm. Rượu vào chẳng thích ăn cơm, nhét vào chẳng khác nhai rơm trong mồm. Tuyệt quá. Ui giời. Tiếp. Nhét vào chẳng khác nhai rơm trong mồm. Hôm qua thịt con chó sồm, nhìn đùi của nó lại tưởng mồm chó ngao. Chó ngao thì đã làm sao không mời đây cứ bước vào được chưa? Bác ơi, nhân thể bác có thơ, em cũng gửi tới bác một vần thơ đêm qua em sáng tác. Đấy, đêm qua em uống rất say, thằng trộm nó đến xách ngay cái đài. Em nói nào? Cái đài là của con nhài, thằng trộm nó bảo của con nhài vẫn sơi. Vần bác. Vần. Mày làm thơ kể cũng vần, đọc lên thung thủ là có mùi rượu tây. Mùi nào? Dạy, bác giấu em. Em ngồi bên nhà em đang ngửi thấy mùi rượu tây rồi. Giấu em là cái gì? Mang ra đi. Gọi là thắng chó ngào có khác, mũi tinh như mũi chó. Vâng. Không có giấu được cái gì. Vâng. Đây. Ôi giời, quá tuyệt vời. Cứ ngồi xa mà ngắm. Vâng. Kính nhi viễn chi. Vâng. Này cái anh Ricky Martin. Remy. Remy Martin. Anh này là rất ngon đấy bác ạ. Nói thật với bác là cái anh này dùng mấy hoa quả, những cái đồ tao nhã thì nó mới là hợp với anh này. Chứ còn những cái đồ phàm phu tục tử như là đồ biển, mấy cái thịt chó nó không được. Mà ai bác lại dùng cái chén này đấy kì. Làm cái gì đấy, chén từ đời nhà Khang nhà tao đấy. Rượu này phải dùng với cái chén đặc trùng thì nó mới là ra rượu này, đúng không? Nó phải như thế này. Đấy. Em phải cất kỹ vào này không nó rơi. Em mang sẵn này, đây. Ôi, nó là như thế. Ông vác cái chén này sao uống rượu cho tôi để mà ông tắm rượu hả? À? À? Bác yên tâm, người ta chỉ rót lang láng ở dưới này thôi. Ý, ai người ta rót đầy làm gì? Đấy, mỗi lần uống nhá. À mà các bác có biết tại sao nó lại loe to thế này không? Cái gì? Để khi ta uống, đây ta đưa vào mồm, úp một cái. Thế có nghĩa là mũi và mồm được thưởng thức luôn. Thế là chết sạc à? Không, mồm thì hút nhưng mũi thì hít. Đấy, thưởng thức mà. Đấy. Rồi, ai ta gọi là hít rượu. Thế ông cầm luôn cái ống hút mà ông cắm thẳng vào mũi mà ông rít đi. Bác lại cứ vặn em. Cái anh Remy Martin này là sản xuất ở Ba Lan. Thế hôm nọ cái thằng bạn em nó đi bên Pháp về. Đấy, nó mang hẳn một cái chai rượu Napoleon nút túi. Mà có bằng cái rượu này đâu. Rượu này mới là rượu ngon. Này. Đúng không bác? Là sao lại Napoleon lại nút chuối? Thì nó mang về thì em cứ thế là em nhận thôi. Chỉ được cái nói phét thì bác thì ai thằng nào uống rượu chả nói phét, đúng không? Trăm thằng đến 101 thằng nói phét. Đúng không? Đúng. Vâng. Mày nói anh phát hiện ra một chân lý. Vâng, chân lý gì ạ? Hay. Cái gì? Uống rượu sướng không? Quá sướng. Nói phét sướng không? Quá sướng. Thế thì uống rượu và nói phét nó là sướng gấp hai lần còn gì nữa. Đúng đấy. Uống vì cái nói phét mà uống rượu. Và là. Cứ lá quá. Thì láng láng rồi. Vâng, nó láng láng rồi. Nào. Nó láng láng mà uống tới sáng này cũng được. Ta uống vì hai cái sướng. Đấy. Trong khi bác có hai cái sướng, thì em xin phép gửi tới bác một cái sướng. Đó là tiết mục văn nghệ. Ui. Đấy, trong cái dịp đầu xuân năm mới, được. Niềm vui phơi phới, em gửi tới bác một sáng tác mới. Đó là bài Chiều Biên Giới. Đấy. Chiều biên giới anh thầm nhớ vậy. Cái này thì mới mẻ gì? Nó sắp mới bác cũng cười. Chiều biên giới anh thầm nhớ về nơi em đó để huề. Anh đây cũng để huề. Ở ta tình ta ngà hời hà hơ hời hơ la hơ hời hơ. Đừng có hà vào mặt tao nữa. Giọng mày chua lắm. Giọng mày gọi là tê no chó thiến.
uống rượu tây nhá. Uống rượu tây là phải ta phải đi vào gam trầm. À gam trầm, gam trầm nó mới uống nó mới vào. Vâng. Hiểu chưa? Vâng. Nó sâu lắng. Hiểu chưa? Nghe bài này này. Vâng. Tầm mau ấy đi bấy lâu nay con thường vẫn mặc. Đấy. Vẫn mặc. Đấy. Để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc, rượu Hà Bắc, làng Vân, quần nhau với giặc áo con rách thêm nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm chén nữa. Bác hát là em rơi lệ, hay quá, giọng hát của bác rất hay, mà mỗi lần rơi lệ này em lại buồn, mà mỗi lần buồn này em lại uống. Bác hát đi bác này. Rượu vào chó hót như chim. Mình giấu kỹ thế mà nó vẫn tìm được ra. Mày không khác con ma phải uống thêm chén nữa tao đánh chết cha bây giờ. Hoa thơm mỗi người hưởng một tí bác. Một tí thì mày từ nãy giờ mày ngửi mấy tí rồi. Hả? Em xin bác rồi. Xin thì bây giờ khách đến nhà thì phải để người ta mời chén nào mới uống chén đấy. Tại sao mày cứ uống thùng thụp thế à? Thì em biết như thế thôi, thì trong khi tư tưởng chưa thông, em xin phép hát bài Ông Lái Đò. Ông Lái Đò ơi. Bài đấy là bài Cô Láng Giềng. Thì Cô Láng Giềng ở cạnh Ông Lái Đò. Thế mà không đòi hát đâu, bài ấy nó phải tình cảm tha thiết vào. Cô hàng xóm ơi. Sao lại cô hàng xóm? Cái hàng xóm với Láng Giềng chả là một à? Thế mà không đòi. Ngu cứ hay cặn. Em xin. Chén nó còn xin cái gì? Mời bác. Vâng, em lại xin. Ủa, chứ cái gì? Đứa nào đấy? Đứa nào cái gì? Vợ tao đấy. Chả vợ tao, vợ ai? Con nhâm dần này nó giữ như canh dần. Thôi mày biến dần đi. Ôi cô em, tôi nhâm dần. Em xinh anh nhâm dần. Em có còn mặc áo cứu sân, anh cũng đi về dần dần. Ôn này, thế bây giờ hết bài ngủ nằm, bây giờ lại đổi sang bài ngủ ngồi à? Dạy đi, dạy mà xem vợ làm thư ký giám đốc đi này chồng ơi. Quần áo mặc đẹp quá ha. Ngày mai mình lại còn phải đi ký hợp đồng ở nước ngoài nữa đấy. Nghe vợ đây này, nghe vợ đọc tiếng nước ngoài chồng nhé. Good morning sir. Bonjour monsieur. Ni hao à, ni hao à. Thấy chưa? Đọc chuẩn chưa? Đấy là tri thức nhá, rất ổn rồi. Bây giờ đến phần rất là quan trọng. Thế nào? Ôi giời ơi, là giời. Ôi, con trâu rượu kia. Rách đến thế cơ à? Em về lâu chưa? Về lâu rồi. Ăn mặc đẹp xinh thế. Trời ơi, là trời ơi, ông ơi. Ông có biết là mất tôi hơn 1 triệu bạc của tôi không hả? Cái bộ này mà những hơn 1 triệu cơ á? Không phải là bộ này. Đây này. Cái ông uống mà một cái này. Trời ơi, là trời. Làm sao? Có biết cái này để làm gì không? Ô, thì rượu thì chả để uống, để làm gì nữa? Uống cái con khỉ ấy. Rượu này để người ta đi biếu sếp thắng vẹo đấy, biết chưa? Biếu ai? Biếu sếp thắng vẹo. Thắng vẹo ấy à? Ừ. Ui giời ơi, tưởng gì? Thắng vẹo chứ gì? Ừ. Ui giời ơi. Thằng đấy nhá, phải hỏi tôi. Ngày xưa nó học phổ thông cùng với tôi nhá. À, cô có biết tại sao mà mũi nó vẹo sang một bên không? Làm sao? Đây là ngày xưa nhá, tôi cho nó một phát thẳng vào mặt, nó làm cái mũi vẹo sang một bên. Hôm nào cô thử hỏi nó nhá, xem là nó có thích trở lại vị trí ban đầu không thì gặp tôi. Yeah. Bác sĩ chỉnh hình đây nhá. Người như con mắm tép đi, gặp ai cũng dọa đánh dọa giết. Ông là cái con trâu nát rượu ông đánh được tôi à? Tôi nói rồi nhá, cái thằng thắng vẹo ấy
nó có biết uống rượu đâu. Hả? Nó không biết uống rượu, nó là thằng mù rượu. Ừ, tôi đây này, tôi mới là thằng sáng rượu, biết chưa? Ông là thằng nắng rượu, là thằng bét rượu. Tôi nói cho cô nghe nhé, tôi uống vào nhé, không những chỉ có thơ phọt ra nhé, tôi không những biết sáng tác thơ mà tôi còn sáng tác được ra cả rượu. Nhớ chứ? Thôi nhá. Ông ấy uống vào chỉ có phọt ra thơ, đừng có nói là sáng tác ra rượu nhá. Tôi biết thừa cái kiểu của ông rồi. Cầm lấy. Cầm lấy để làm gì? Đứng lên. Mở nút ra. Cô có biết cái này là cái gì không? Trà líp đông. À, đấy. Kéo không? Đấy. Ui, ông đùa đấy à? Đùa là đùa cái nào? Thế là thành rượu thôi. Hôm nọ nhá, tôi được người ta mời đi làm một vai quần chúng uống rượu nhá. Mình lại cứ tưởng được đánh chén một bữa no say. Hóa ra đến nơi, nó vác được một chai rượu trong toàn trà Lipton. Rượu Tây gì mà lại có cả khói, mà lại có cả bọt. Này, định mang cái này đi biếu người ta? Chứ sao? Mang cái đồ giả này đi biếu người ta á? Nó có uống đâu mà nó biết giả hay là thật? Thằng vẹo nó không biết uống rượu đâu. Nó sẽ lại mang chai rượu này đi biếu sếp trên. Sếp trên lại cầm chai rượu này đi biếu sếp trên nữa. Sếp trên nữa lại biếu sếp trên nữa. Làm sao biết được là của ai? Cô có biết chai rượu này trong dịp Tết nó phải chạy đi chạy lại biết bao nhiêu nhà không? Bao nhiêu? Ít nhất cũng phải là 122 nhà. Biết chưa? Không, nhưng mà kiểu gì cũng phải đến một cái người cuối cùng người ta uống. Thế bây giờ người ta uống rồi thì làm thế nào hả? Cái người cuối cùng đấy người ta sẽ không uống. Thế người ta làm gì? Đi phúng đám ma. Ôi trời. Mà đi phúng đám ma cái lúc mà mở chai rượu ra đổ xuống dưới mộ đấy thì người chết thì chết rồi. Ôi. Làm sao mà biết được là rượu giả hay là rượu thật? Đúng chưa? Hay. Ôi trời ơi, chồng mình 10 năm nay ngu, hôm nay thông minh thế. Hay chưa? Tôi nói là chỉ có chuẩn. Thế à? Tôi mà làm sếp nhá, riêng những cái loại này không bao giờ tôi nhận. Thế ông nhận cái gì? Phong bì. Cứ phong bì mà phệt là chắc ăn nhất. Biết phong chưa? Phong bì à? Thế phong bì tiền giả thì sao? Tiền... Rượu nó làm giả được thì tiền nó cũng làm giả được. Ờ? Rượu không? Tiền không? Ờ? Gì đấy? Chết rồi. Ông làm cái gì đấy? Thằng thắng vẹo nó hứa gì với cô? Thì... Nó hứa gì với cô? Thì nó bảo nó cho tôi làm trợ lý. Nó cho cô làm trợ lý cho nó. Ừ. Thằng thắng vẹo nó cho cô làm trợ lý cho nó. Ừ. Trong khi đó rượu nó không uống, phong bì nó không cần. Thế thì nó cần cái gì cho cô hả? Này cần cái gì? Ông bảo ngay cái kiểu đi nhá. Tôi nói để cho ông biết, sao ông cứ suy bụng đa ra một người thế hả? Suy cái gì hả? Suy bụng đa ra một người. Tôi suy luận là có logic của tôi hả? Nói anh nhá. Là tôi hỏi cô bây giờ rượu nó không uống, phong bì nó không cầm, thì nó... Trời ơi! Đã thế thì tôi ở nhà, tôi không đi làm nữa, tôi ở nhà để tôi ăn bám ông thì được chưa hả? Cô ở nhà? Ừ. Cô để tôi nói nốt ra nhé. Tôi phân tích tiếp cho cô nghe nhé. Phân tích cái gì? Tôi là cái thằng hay uống rượu nhé. Đứng trên rượu mà nói, tức là tôi uống xong vào là tôi không có nhu cầu. Còn những cái thằng mà nó uống không uống rượu ấy, là nó phừng lắm, là nó hay thế này lắm, biết chưa? Nhá, cô bảo cô ở nhà. Cô ở nhà thì lấy tiền đâu ra cho tôi uống rượu? Ai sẽ là người nuôi tôi? Trời ơi, trời ơi, tôi bảo tôi ở nhà thì không ai nuôi ông. Thế bây giờ tôi bảo tôi đi làm, thì ông bảo là tôi đi tù ti với con nhà thắng vẹo như thế nào? Thế tôi phải làm thế nào? Phải nghĩ ra cách. Cách gì? Tất cả quần áo, tất cả nữ trang, tất cả son phấn của cô quy hết thành rượu cho tôi uống. Ôi giời. Ổn chưa? Giỏi người à? Thế bây giờ tôi hỏi ông nhé, ngày mai tôi đi tôi ký hợp đồng ở nước ngoài với người ta, tôi không quần, không áo, không đồ trang sức, tôi như một con ma ấy, thì ai người ta ký hợp đồng với tôi hả? Càng xấu thì ở nhà tôi
càng yên tâm. Hả? Thế à? Được rồi, bây giờ tôi không thể nói chuyện với cái đồ nát rượu, đồ bét rượu nữa nhá. Bây giờ tôi đi, luôn. Đi đâu, Mày ông? Đi đâu? Sang nhà thám vẹ. Này, rượu thì rượu dởm, phong bì thì không mang, sang bên đấy để mà tút tí tút tí tụ tị cái đó à.